Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kênh Tony Vlog. Cuộc hành trình ngày hôm nay xin mời quý khán giả hãy cùng Tony trải nghiệm những cung đường tuyệt đẹp từ Queenstown đến dãy núi có dòng sông băng vĩnh cửu Franz Josef. Cung đường này quý vị sẽ cùng Tony khám phá rất nhiều những điểm đẹp suốt cuộc hành trình này. Xuất phát từ Queenstown, đây là một chặng đường khá dài đến Franz Josef. Đoàn chúng mình phải mất hơn 5 tiếng lái xe. Và cung đường đi qua rất nhiều những đường đèo đầy hiểm trở. Nhưng bù lại, bọn mình có thể thưởng thức rất nhiều những cảnh đẹp suốt dọc đường đi. Hiện tại, nhóm chúng mình đang lái xe qua một cung đường cũng khá là ngoằn ngoèo, quý vị có đã thấy qua bản đồ. Mặc dù đoạn đường này khá là khó đi, nhưng kết quả thật là xứng đáng. Nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn xuống đồi núi, khung cảnh dưới đèo hiện ra trong tầm mắt thật là tuyệt vời. Trước khung cảnh tuyệt đẹp trên suốt cuộc hành trình, bọn mình đã quyết định dừng lại một điểm ngắm ở ven đường. Và quả thật, cảnh quan ở New Zealand không làm bọn mình thất vọng. Với quang cảnh núi non trùng điệp, nhìn xuống khu thung lũng xa xa với màu cỏ vàng óng, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy tuyệt đẹp và lãng mạn. Bây giờ thì mình lên đường quý vị ha, mình cũng gặp người Việt cũng từ bên Úc qua, cũng nói chuyện tùm lum tà la, họ bây giờ bắt đầu mới đi. Oh my god, you don't need your phone to keep me, don't throw away. If you don't need it to keep me, don't throw away to the floor. My heart will break, you break my heart. A lot of feature there. Và lúc này, mình đang lái xe trên một con đường đèo tuyệt đẹp với những dãy núi vàng rực dọc hai bên đường. Hello, bây giờ thì mình đang tới một điểm cực kỳ thú vị. Đây là một điểm không có gì đặc biệt hết. Khung cảnh thì rất là đẹp, dĩ nhiên ở New Zealand thì chỗ nào cũng đẹp rồi, nhưng mà mọi người đang treo rất nhiều những cái áo ngực ở đây nè, mình không biết để làm gì, nhưng mà nguyên cái hàng rào toàn là áo ngực luôn. Thì ra đây là một chương trình kêu gọi phong trào đóng góp cho nghiên cứu chống lại bệnh ung thư vú. Rất nhiều nguyên cái hàng rào, mọi người du lịch ai đi qua cũng đều cởi cái áo ngực treo trên đây. Đây cũng là một địa điểm, mặc dù là không có gì đặc biệt, nhưng mà đặc biệt là mấy cái này nó treo quá trời áo ngực luôn, quý vị thấy không? Cởi treo Thảo, cởi cái treo. Ngày hôm nay gió quá trời gió luôn. Tiếp tục cuộc hành trình. Mình chuẩn bị mình mèo vô một cái điểm tham quan. Mình sẽ dừng ở đây khoảng ít phút thôi, mình tiếp tục hành trình ha. Hello, chào mừng quý vị. Bây giờ thì mình đã tới Hồ Wanaka. Hồ Wanaka nằm tại miền nam New Zealand thuộc vùng Otago. Đây là một hồ lớn thứ tư của New Zealand, được bao quanh bởi dãy núi Southern Alps hùng vĩ. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Hồ Wanaka trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích sự yên bình và muốn hòa mình vào thiên nhiên. Gió thổi nó cũng có sóng nhẹ đó, nên mình cứ tưởng giống như là biển vậy. Thật ra đó là một cái hồ, nước từ trên núi chảy xuống tạo thành hồ.
gió quá quý vị. So windy. Một điểm nổi bật không thể không nhắc đến khi nói về hồ Wanaka chính là cây Wanaka. Đây là cây liễu đơn độc mọc giữa lòng hồ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng. Cây Wanaka trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia và là một trong những điểm chụp ảnh được yêu thích nhất tại New Zealand. Cây này quý vị, mùa thu nó sẽ chuyển màu vàng rất là đẹp quý vị ha. Ở Úc cũng có nhưng mà nó không được bự gì đâu, cái cây nó nhỏ xíu à. Cái này chắc trồng rất là lâu năm rồi đó. Quý vị thấy giờ này mà tới là đông luôn á, đông nghẹt luôn. Ta thì bọn mình đang ở tại một trạm cây xăng để đổ nhiên liệu và nạp năng lượng. Vì buổi sáng đi gấp quá, bọn mình cũng không kịp ăn sáng luôn. Mình đã mua một miếng gà rán, mặc dù là ở trong một cái siêu thị ven đường nhưng mà cũng khá là ngon quý vị. Đây là khá là mắc quý vị ha, hai đồng mấy luôn, 2.8. Xăng ở đây là mắc hơn Úc luôn ha quý vị. Úc là khoảng một đồng chín, 1.8, tới cao lắm là 2.1, 2 đồng. Mà bên đây tới 2.8 luôn. Ghê thiệt. Xăng ở đây, vật giá ở đây ra mắc hơn Úc luôn quý vị ha. Mình cũng không biết tại sao nữa, có lẽ là thuế cao. Mình cũng giống Úc nha, tự đổ. Mình tự bấm chân, tự đổ xong rồi, đổ xong rồi vô thanh toán tiền. Nó không sợ mình chạy đâu ha. Chắc ở xứ này thì không ai dám chạy hết, không ai chạy hết. Thứ nhất là camera đầy xung quanh. Bây giờ thì bọn mình lái xe đi ghé thăm một khu vườn lavender khá nổi tiếng ở khu vực này. Bây giờ là xung quanh là kín hết chỗ, không có chỗ xe. Mà cái chỗ này thì cũng khá là nhỏ quý vị ha. Mình thấy nó khá là nhỏ chứ cũng không có lớn lắm, cho nên thành ra là không biết bà xã mình có tính vô không. Nhìn từ bên ngoài thì khu vườn này khá là nhỏ và cuộc hành trình này khá là dài, cho nên là chúng tôi quyết định bỏ qua khu vườn này và tiếp tục cuộc hành trình. Hành trình tiếp theo của nhóm chúng mình sẽ đi ngang qua hai hồ tuyệt đẹp, hồ Wanaka và hồ Hauea. Và điều khá thú vị là cung đường tuyệt đẹp này sẽ đều đi ngang qua hai hồ tuyệt đẹp này. Và trước mặt bọn mình chính là hồ Hauea. Nhìn từ xa xa, mặt hồ có một màu xanh lục bích, khiến đoàn chúng mình không thể không dừng lại để ngắm trước vẻ đẹp khó cưỡng lại của hồ này. Nãy mình giơ cái cây này lên, gió thổi muốn đi muốn quật cái cây luôn. Ghê thiệt chứ. Gió ngày hôm nay gió quá trời gió luôn. Thì mình lên một cái điểm cao hơn, đi bộ để ngắm. Kia là cái núi tuyết, quý vị thấy ha, cái núi tuyết ở phía xa xa đó nó khá là hùng vĩ quý vị ha. Hiện tại thì bọn mình đi qua một dải đất hẹp nối liền giữa hồ Wanaka và hồ Hauea.
Và phía bên tay trái của bọn mình, một cái hồ có dòng nước trong xanh tuyệt đẹp, chính là hồ Wanaka. Điểm đến tiếp theo của bọn mình chính là Pupulu Wanaka. Cuối cùng thì mình cũng tới một cái điểm gọi là Pupulu, là một cái hồ màu xanh ha. Nước ở đây thì khá là màu, rất có màu xanh, rất là đẹp. Bây giờ thì trời đang rất là mưa nè quý vị, mình lại mặc cái áo mưa. Vườn này khá là đẹp nè quý vị. Và nước từ những con suối này sẽ trực tiếp đổ ra hồ Wanaka. Này, cái rừng rừng đây nó phủ đầy rêu, nhìn đẹp quá quý vị ha. Những cái thân cây nó phủ đầy rêu. Giờ thì vẫn còn mưa rất là to quý vị ha. Wow, cảnh ở đây đẹp luôn á quý vị ơi. À, cái rừng này quý vị xem. Chim kêu hót đầy trời luôn. Rất là đẹp quý vị ha. Mình tiếp tục đi thôi. Đây chưa phải là điểm dừng, đây chỉ là cái một điểm dừng dọc đường thôi. Vàng tương phản với màu xanh của rừng cây đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp tại nơi đây. Cái cầu này bị đóng cửa rồi, mình không có đi tham quan được. Cái cầu bên kia bị đóng rồi quý vị ha, nó không cho đi rồi. Hồ nước xanh đã quá. Hả? Lạnh như đứa đá vậy hả? Chắc chạy từ trên núi xuống. Trời mưa nữa. Không cho đi cầu cũng quá ha. Cầu nó bị hư. Giờ thì mình thử nhúng nước cho cái nước. Wow, lạnh như nước đá luôn. Nước mát lắm. Nhưng mà lạnh luôn, cống tay luôn. Bây giờ thì mình quay trở lại quý vị ha. Phía dưới có lẽ là có nhiều chỗ đẹp hơn, nhưng mà bây giờ cái cầu nó khóa rồi, mình không có đường nào để qua bên kia, để xuống dưới kia hết. Bây giờ thì chỉ còn nước là lội qua sông, có người bơi qua nó, nhưng mà mình thì mình không có bơi quý vị. Có người bơi kìa, đi tuốt con kia luôn kìa. Còn kia đứng nhìn cậu nhảy xuống kìa. Cái hồ nước chắc là sâu hơn đó, ổng có nhảy xuống được. Bây giờ là muốn đi là phải bơi qua bên kia. Cái này cái cây nó cưa. Nó là sắp đẩy một hay gì đó nó cưa, cưa nó dục tại chỗ luôn. Nó không có khai thác gì hết, đem về làm bàn ghế gì hết. Cảnh trời mưa khá là đẹp quý vị ha.
Nhìn thì nó hơi ướt át nhưng mà lại rất là đẹp. Giờ thì nó hơi âm u. Khung cảnh thì nó làm nên khung cảnh trở nên huyền ảo quý vị ha. Núi đẹp quá trời. Mình đến một cái địa điểm tiếp theo. Đây là một cái thác nước ha quý vị ha. Mình sẽ đi tham quan một cái thác nước. Cái thác nước là hướng này. Wow, thật lạnh đó nha quý vị. Ở đây có người ta chơi cái sắp đặt đá nghệ thuật này quý vị. Môn này ở nước ngoài được gọi là nghệ thuật xếp đá cân bằng hay còn gọi là stone balancing. Đây là một hình thức nghệ thuật sắp đặt sử dụng đá để tạo ra những cấu trúc cân bằng mà không cần sử dụng keo dán hoặc những công cụ hỗ trợ khác. Nghệ thuật xếp đá cân bằng là một cách tuyệt vời để kết nối với thiên nhiên. Đây là một trò chơi thú vị và du khách có thể để lại dấu ấn của mình mà không gây hại gì tới môi trường. Phóng của vợ đây phải không? Cái này không đặc biệt á, tự nhiên cái này nó làm cái khung cảnh trở lên nó đặc biệt luôn. Mà cái này nè, mà cái đá người ta dựng nhìn nó đặc biệt dễ sợ. Những cái mọi người xếp những cái đá này nè, nó còn thú vị hơn là cái thác nước. Cái thác nước đó qua giờ mình đi mấy thác thấy bình thường, thì chỉ có những cái đá ở đây họ người ta xếp mà tạo nên sự đặc biệt. Bây giờ thì trời mưa tầm tã, mình quay lại xe thôi, cũng không có gì, chỉ 2 phút. Cái này là chỉ 2 phút đi bộ thôi á quý vị ha, rất là nhanh, cũng không có mệt lắm. Và hành trình tiếp theo của bọn mình cũng là ghé thăm một cái thác có tên là Thunder Creek Falls, cũng cách đó không xa, chỉ khoảng 18 phút lái xe mà thôi. Hơi bị té xuống suối, cái tội muốn quay những cái cảnh té ướt hết đồ luôn.
luôn hết đồ luôn rồi. Này cảnh đẹp nhưng hơi bị mũi quý vị ha. Rừng này nó mũi quá trời luôn quý vị. Mình đứng có mấy phút chịu không nổi, nó rút mũi nó tới, nó cắn như đông như quân viên vậy. Bây giờ thì điểm tham quan bây giờ giày mình rút hết trơn, lát chị lên xe phải tháo hết. Cũng may là cái giày của mình là đôi giày croc, nó bằng nhựa quý vị ha. Mình có ý mang theo đó. Mình dự kiến là đi mấy cái giày kia trời mưa này kia nó ướt giày thì ngày hôm sau mình sẽ không có thời gian mình làm khô nó, cho nên mình sẽ không có giày để mang, cho nên mình mang cái đôi giày bằng nhựa, cũng là giày đi bộ nè. Mình rất thích cái hiệu những cái đôi giày như thế đó, nó rất là tiện lợi cho cái công việc đi du lịch của mình hả. Bây giờ nhóm mình đi chơi là không ăn buổi trưa luôn á trời, toàn là dân mê chơi hơn mê ăn. Quý vị, cảnh này rất là đẹp rồi quý vị. Đẹp quá trời luôn, nhìn giống như cảnh Avatar vậy đó. Kia là cái bờ biển nè quý vị, giờ lên cái cầu thang nó cho ngắm trên lầu á. Ngắm mà đây là biển nè quý vị. Ở đây là gió dữ lắm, là dữ dội luôn á, cho nên là cây quý vị thấy không, cây nó oằn mình qua bên luôn. Ở trên đây gió thổi dữ lắm nè, cây nó mọc á, nó oằn mình qua bên luôn, quý vị thấy không, cây nó xu hướng là nó oằn mình luôn nè. Nguyên cái dãy núi phía trước là nó, nguyên cái dãy cây phía trước quý vị thấy không, là nó mọc, là nó xé qua vậy luôn đó. Đường ngắm nè, ngắm xung quanh. Cây nó gãy, gió thổi cây nào mà mọc cao là nó gãy hết trơn luôn. Cùng thì mình cũng đã tới cái Franz Josef ha. Thì quý vị có thấy trời hôm nay mưa chiều giờ vẫn còn mưa, quá trời mưa luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi nhận phòng. Đây là khách sạn của mình, Haka House. Sau khi nhận phòng xong thì nhóm mình lái xe ra thị trấn để ăn tối. Nói đúng hơn là kết hợp giữa ăn trưa và ăn tối luôn. Vì suốt cuộc hành trình nhóm mình mãi mê tham quan, vì quá mê cảnh đẹp ở New Zealand mà nhóm mình bỏ hẳn luôn bữa trưa. Đây là một nhà hàng bán đồ hỗn hợp từ Tây đến đồ ăn Á. Còn cái khu vực phía trước là bán bia kết hợp quán bar luôn.
mình cũng không biết nhà hàng nó nấu ăn như thế nào, cho nên chỉ gọi những món quen thuộc như bạc thái và một món mì của Trung Quốc nhưng mà khá là ngọt, không hợp với khẩu vị mình lắm. Thị trấn này thì khá là vắng vẻ quý vị ha. Tầm 8-9 giờ tối là bắt đầu đã vắng hoe rồi. Và bây giờ thì bọn mình đang tìm hiểu một số thông tin về các chuyến bay trực thăng thăm ngọn núi sông băng vĩnh cửu trên đỉnh núi này. Điều khiến bọn mình lo lắng chính là thời tiết xấu thì máy bay sẽ không cất cánh được. Cho nên nhóm bọn mình đã chọn ở lại 2 ngày để đề phòng thời tiết xấu. Và đây là sảnh chính tại nhà nghỉ của bọn mình, cũng là khu nhà ăn và cũng là khu giải trí luôn. Và nó có khá đầy đủ tất cả những trò giải trí để phục vụ khách nghỉ ngơi tại nơi đây. Và cuộc hành trình của bọn mình đến đây tạm thời xin kết thúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các tập video tiếp theo về chuyến hành trình New Zealand của bọn mình. Mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ, hãy like và share và subscribe kênh của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày tốt lành.